mặt tuyên truyền, tức là tuy là lúc đầu có giành được với thắng lợi nổi bật về mặt tuyên truyền, nhưng mà trên thực tế thì mất hết chỗ đứng và mất hết lực lượng. Nhưng mà phía bên này đã giấu hết tất cả những khó khăn chồng chất, khó khăn ghê gớm lắm, suốt trong năm 68, 69 và một phần trong năm 70. Thế và do đó mà họ lặng lẽ củng cố lực lượng, xây dựng lại, có những nơi là xây dựng lại từ từ đâu đó, để đến tận năm 71 và đầu 72 thì mới có thể gượng dậy được và mở được cuộc tiến công. Thế thì lúc ấy cái thuận lợi lớn của phía bên này là bộ đội quân đội Mỹ rút. Mà quân đội Mỹ rút thì có thể nói là một cái lực lượng rất lớn về hỏa lực, về không quân, về pháo binh, về trực thăng, về xe bọc thép là giảm hết. Thế do đó mà đỡ cái gánh nặng ở chiến trường cho quân đội nhân dân rất nhiều. Do đó mà tạo điều kiện cho cái chuyển từ cái có thể nói là thất bại về quân sự, thắng lợi lớn về mặt tuyên truyền nhưng mà thất bại rất nặng về quân sự. Nhưng mà bên này đã che giấu được thất bại quân sự, và phía Mỹ là gần như là không không biết gì đến cái tình hình thất bại nặng nề phía bên này cả, và chủ động rút quân để mà chuyển sang Việt Nam hóa chiến tranh một cách vội vã. Mà do Việt Nam hóa chiến tranh cái vội vã cho nên là cái hỏa lực để lại cho Việt Nam Cộng Hòa không còn có mấy để có thể đối phó lại được với cái lực lượng tăng cường ở bên này, củng cố trở lại ở bên này. Sau 40 năm mà nghĩ lại thì thấy là cái quan trọng nhất trong chiến tranh đó là cái đánh giá đúng tình hình, đánh giá đúng tình hình chiến lược. Có những lúc tưởng là thua mà thật là cái bên đấy là được, và có lúc thì tưởng là bên đấy là được nhưng thật đấy là bên đấy là thua. Thế mà trong lúc mà đang thắng thì nó lại phải dấn lên, thì đang thắng lại rút lui, và do đó mà tạo điều kiện cho đối phương là xây dựng lại lực lượng và củng cố lực lượng để chuyển cái thế khó khăn thành những cái thế điều kiện để mà giành toàn thắng. Có một cái lý do nữa là những cái quyết định của Hoa Kỳ về việc giảm quân số đáng kể ở Việt Nam mà về sau này chỉ còn giữ vai trò tư vấn chẳng hạn, thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái dư luận ở ở chính nước Mỹ, rồi bị ảnh hưởng bởi cái bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ, hơn là hoặc là bên cạnh có thể coi là những cái diễn biến, những cái thất bại trên chiến trường, đúng không ạ? À, đúng là đúng lắm, ông nói thế đấy là rất đúng. Như vậy tức là có thể nói là phía Mỹ gặp khó khăn chính á, là chính do cái mặt trận tuyên truyền. Thế và từ cái mặt trận tuyên truyền á thì nó tác động đến cái chính giới Mỹ, quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ, có thể nói là cái ý chí chiến đấu của chính phủ Mỹ bị lung lay dữ dội. Thế và cái tinh thần của quốc hội Mỹ là tinh thần thất bại chủ nghĩa, là bỏ cuộc, là rút chân ra bằng mọi giá. Đáng lẽ nếu mà trụ lại thì tình nó sẽ khác, nhưng mà do quốc hội Mỹ là cắt đứt viện trợ, buộc phải giảm quân số, buộc phải giảm rút hết quân, thế do đó mà để cho tình khó khăn ở chiến trường và tạo điều kiện cho phía đối phương là lập lại cái thế cờ và chuyển từ khó khăn thành ra cái đại thắng sau này. Quý vị đang theo dõi phỏng vấn hàng tuần của đài BBC London với Nguyễn Hùng. Khách mời hôm nay thưa quý vị là nhà báo Bùi Kín, một trong các lãnh đạo báo chí hàng đầu của Việt Nam trước đây và hiện đang sống tại Paris. Tất cả những cái sự kiện mà trong lịch sử cuộc chiến Việt Nam, từ những cái mà sự kiện ở Vịnh Bắc Bộ hồi năm 64, rồi sang 68, và rồi tất cả những cái đó thì đều là những cái tuyên bố hoặc là những cái câu chuyện mà được truyền thông họ phát ra và để lại những cái ảnh hưởng rất nặng nề, đúng không ạ? Một cái thì là đúng lắm. bắt đầu cuộc chiến và một cái thì là kết thúc cái cuộc chiến ở giữa chừng, khi mà cái thế rõ ràng là của miền Bắc Việt Nam là đang ở vào cái thế mà nó rất là mong manh. Và có thể nói rằng là cái tình hình của cuộc chiến tranh Mỹ Việt lúc bây giờ nó có cái đặc biệt là chiến trường thì ở xa nước Mỹ. Cái thứ hai nữa là lần đầu tiên mà vai trò của thông tin, của truyền thông, của vô tuyến truyền hình và của báo chí nhanh nhạy đó là trực tiếp tác động
đến cái hậu phương và đến cái tình thế giới. Thế do đó mà có thể nói là cái thông tin nó đã nhào nặn cái tình hình. Và có thể là một phần vì cái đánh giá sai, và do cái đánh giá sai, do cái nản chí đó, và tất cả cái lực lượng truyền thông của Mỹ đã tạo điều kiện cho đối phương xây dựng lực lượng và củng cố lực lượng. Và chính cái tất cả cái nản chí, cái thất bại chủ nghĩa của bộ máy truyền thông đó, nó ngấm rất sâu vào hậu phương của nước Mỹ. Và từ hậu phương của nước Mỹ, nhất là ở các cái trường đại học, các cái sinh viên, các cái giới gọi là giới trí thức đó, nó tác động trực tiếp vào Quốc hội, vào chính giới Mỹ. Và chính giới Mỹ là cái lực lượng và bỏ cuộc, và cuối cùng tác động đến cái tình mặt trận, tức là không còn có đủ là quân lính thì rút lui dần một cái từng mảng lớn, hỏa lực cũng rút lui dần từng cái mảng lớn. Thế và cái chi viện cho gọi là cái người đồng minh của mình là Sài Gòn đó thì cũng giảm đến một mức đáng kể. Thế do đó mà tạo điều kiện cho đối phương vượt qua được những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được cơ mà. Thế do đó mà có thể nói là chuyển bại thành thắng, đó là như thế. Khi đó ông là phó tổng biên tập của tờ Quân đội Nhân dân, và ông có nói rằng là Việt Nam khi đó là thành công về mặt tuyên truyền. Vậy thì thành công về mặt tuyên truyền, khi đó ông là phó tổng biên tập thì ông phải ra những cái mệnh lệnh gì, và ông nhận được những mệnh lệnh gì về mặt tuyên truyền? Vâng, thì nhiều lắm, bởi vì chưa bao giờ mà chúng tôi khai thác báo chí Mỹ nhiều đến như thế. Những cuộc nổi dậy ở các trường đại học đó là tuyên truyền như vậy để mà làm cho cái dư luận thế giới, người ta vẫn tưởng tượng rằng là Quân đội Nhân dân ở miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng vẫn trên thế tấn công, vẫn trên thế chiếm lĩnh được tất cả những cái thắng lợi từ Mậu Thân. Mà trong khi đó thì người ta không biết được là sau hai tuần đó thì tình riêng ở chiến trường miền Nam thì đã chuyển khác hẳn đi, và riêng ở Huế thì kéo dài được chưa đầy một tháng thì tình cũng rất là khó khăn. Thế thì do đó mà trên mặt trận báo chí, và nhất là trên đài phát thanh đó, trên báo chí, trên các cuộc phỏng vấn, rồi trên các cái việc và tiếp rất nhiều là phóng viên Mỹ. Tôi nhớ lúc bây giờ những Jane Fonda, thế rồi những Salisbury, rồi các nhà báo Pháp đó là vào đó, thì chúng tôi giới thiệu người ta khác hẳn, tức là tình hình chúng tôi vẫn ở trên thế chiến thắng, Mỹ nhất định là thua, bởi vì là Mỹ, quân Mỹ không thích ứng, không hiểu được cái chiến trường ở đây không phải là vấn đề hỏa lực, vấn đề quân sự và cuộc chiến tranh là vấn đề chính trị, là vấn đề bất khuất của cả một dân tộc. Thế thì do đó cho nên là chính những cái gọi là những bài báo, những cuộc trả lời phỏng vấn, những cái bình luận của báo Quân đội Nhân dân và những cái bình luận hàng ngày ở trên đài phát thanh Quân đội Nhân dân đặc biệt đó, là truyền đi các cái truyền đi cả thế giới, nhưng mà chính là truyền đi trong cả nước để duy trì cái tinh thần chiến đấu cao, và truyền đi vào từng đơn vị đại đội ở miền Nam lúc giờ đều có trang bị những cái máy là thu thanh đó, là thế, và ghi nhận lại để mà tuyên truyền cho quân đội. Do đó mặt trận tuyên truyền lúc đó là đóng vai rất quan trọng. Tất nhiên vai trò quyết định vẫn là ở trên ở mặt trận, nhưng mà riêng trong cái năm 68, 69, 70 đó thì cái mặt trận tuyên truyền đã trở thành những mặt trận có ý nghĩa quyết định. Bản thân ông khi đó là người biết thực sự cái tình hình nó như thế nào, thì các cái diễn biến trong năm 68 có làm cho ông lo lắng không? Lo lắm chứ, bởi vì tất cả những